Hello, xin chào mọi người. Trở lại kênh của mình với game BeatBot. Anh em nào còn chưa tải game thì link tải game này mình có để dưới mô tả video này nhé. Em kích vào đó tải về ha. Thì vốn hôm nay của mình là một trường gửi nha. Sẽ quay trở lại cái trò trộm quay thú ha. Ok, con dê. Mình mới vô mình sẽ đặt ba cửa. Ba cửa Y8. Thử lại cái cách đánh cũ xem có hiệu quả không. Nó gà con sư tử rồi. Mình phát hiện ra là cái trên cái cầu này cái con nào nó ra ra hoài luôn nha anh em, nên mình sẽ quyết định sẽ là con sư tử mà con gấu trúc. Gấu trúc nó ra nhiều nha anh em, ra cái phòng này gấu trúc chúng nha. Ok, cái phòng này gấu trúc với con bồ câu nó ra khá là nhiều đó nè, em thấy chưa, gấu trúc bồ câu ra một dải luôn. Nên mình vô mình quyết định hôm nay mình nuôi gấu trúc xuống luôn nha anh em, nuôi một con gấu trúc với một con sư tử nó cũng ra nhiều nha anh. Thì có ba cửa nó ra nhiều nên mình nuôi ba cửa đó chúng nữa anh em ạ, chúng miết nha. Để bị gì à? Đó con bồ câu sư tử với con gấu trúc nó ra nhiều nha, còn cái con ít sao con chim én thì nó ra kệ nó nha, chim én thì nó ra nhiều cũng dĩ nhiên thôi. Mình sẽ đặt ra ba cái cửa ra nhiều hên xui nữa mà. Con gì trời ơi, suýt nữa là nó chúng nó ra con sư tử rồi, nhưng mà nó lại ra con cá mập ngon quá mà mới chơi chút lên 10 triệu. Còn em nào chưa tải game thì link tải game mình có để dưới phần mô tả video nhé anh em, tải nhận tiền miễn phí mà chơi ha. Các bạn xếp hạng nó bị điên rồi nên mà nó bị lag rồi. Lại nó ra con đề bàn rồi thì nó ra gấu trúc khá là nhiều, sẽ đặt lại gấu trúc với bồ câu nha. Ra gấu trúc hai con này nhiều nhất nè, toàn trăm ra nhiều mình đặt thôi. Em có thể nuôi mấy gián vậy, à bồ câu thôi cho anh em, không ra gấu trúc thì nó cũng ra bồ câu thôi, một vài dáng nó ra một lần nha. Mình thấy vậy nên mình cứ nuôi hai cửa nha anh em, hên xui. Anh em xem video thấy video hay thì like đăng ký kênh ha. Kênh mình thì chuyên chia sẻ những thủ thuật chơi game trên BeatBot nè. Nếu anh em nào chơi có chơi BeatBot thì em cứ tải game và xem kênh của mình ha. Anh em áp dụng được thì chơi, còn không không có ém nè. Nó lại ra gấu trúc anh em ạ, ngon lành luôn. Anh em nhìn cái cầu toàn gấu trúc với bồ câu không? Lúc nãy nó còn ra khiếp nữa anh em ạ. Thấy cái bảng là nguyên một dải còn gấu trúc luôn. Với bồ câu nó xen kẽ cứ một hai dáng nó ra một lần. Anh em để ý cái cầu ha, nếu con nào nó ra, hai con nào nó ra nhiều đó, thì nó ra hai con nó miết nha anh em, thậm chí là ba con xoay tua lấy giờ anh em chúng nữa
1 triệu rưỡi lên 21 triệu, đơn giản quá. Cái này không phải thú thật nha anh em, nói chung là nhìn cầu rất quen nên mình thấy là lạ, mình nuôi thôi. Mình thấy nó lặp đi lặp lại mấy lần trước không vậy nha. Chúng rồi. What the, không thể tin nổi. Không thể tin nổi nha. Thấy không anh em, nhìn thấy cái cầu nha. Toàn ít toàn con bồ câu với con chút. Nên vào anh em thấy hai cái cửa nào nó ra nhiều á thì anh em vào tiền hai cửa đó ha mà nuôi ha. Rồi chúng được rồi anh em ạ, à, liên tục thế. Thấy chưa? Không ra bồ câu thì nó lại ra bồ câu chút thôi. Ồ, giàu to luôn rồi. Ừ, 1 triệu rưỡi mà lên 28 triệu rưỡi. Còn gì bằng nữa. Tiếp tục nha anh em. Nó còn ra thì mình còn đặt thôi, trừ khi nó không ra thì tính sao nha. Ồ, nó ra mới chim đại bàng nữa cơ. Nó ra có mấy con lặp đi lặp lại hoài. Có mấy con lặp đi lặp lại hoài nha. Mình tiếp tục đặt ha, trúng ván này mình cũng không lỗ đâu anh em ạ. Rồi nó thua luôn đại bàng nữa kìa, nó ra đại bàng miếng nhỉ. Thôi anh em ạ, chắc phải mình phải dừng video tại đây ha. Anh em nào chưa tải game thì lên tải game, game khá là dễ ăn nha. Vốn chốt lại vốn hôm nay 1 triệu rưỡi mà lên 24 triệu, 25 triệu. Ở cái bảng xếp hạng này nó bị lắc anh em ạ, nó bị khùng. Thì anh em xem video, thấy video hay like đăng ký kênh.